Rất xin lỗi quý vị khán giả, vừa rồi là do trục trặc kỹ thuật nên màn hình bị khóa, nhà quay ngược cho nên khán giả xem rất là khó chịu. Tỷ số hiện giờ vẫn đang là lợi ngoài, lợi giao, nhưng mà đôi Tùng và Thành của thành phố Lào Cai. Tùng Từ Sơn đang ok chưa Đông Vàng? Hôm nay ngày thần tài, chắc em anh vất vả lắm. Chào Hải Trần. Trời. Ui. Cuối cùng Tùng Từ Sơn cũng ăn được game này. Tỷ số hiện giờ đang là 2-4. Game đấu quyết định của Nguyễn Vũ Linh. 2-4. Xin chào Khánh Phạm nhé. Hôm nay lực lượng của câu lạc bộ quần vợt họ Phạm lên tham dự giải Lào Cai rất đông. Trận đấu tiếp tục, tỷ số đang là 2-4. Bóng mép. Xong cái giải Lào Cai này về Đông Vàng để cho anh 2 cây để ấy nhá, 2 cây vàng nhá. Bóng lỗi. À. Cú đánh rất tự tin của thành Lào Cai. Anh biết là kiểu gì là Phạm Minh Tuấn cũng sẽ nhào sang để bao đường bóng. Nên đã đánh một cú xé mang. Ôi, rất đáng tiếc cho thành Lào Cai. Tỷ số 15 đều. Phạm Minh Tuấn quyết định ở dưới để bao phông. Phông mới là sở trường của Phạm Minh Tuấn. Làm gì? Cú đánh lưới cực hay của Tùng Từ Sơn. Ra tự tin lên chủ tịch ơi. Tỷ số đang là 15-40. Thì thực ra trong nội dung của 7 chấm thì về hai đôi mà đều 7 chấm thì vẫn bao giờ cũng đều mạnh hơn là lệch kem. Chưa nói là đôi vận động viên Tùng Từ Sơn và Thành, nếu mà xét trên bình diện thì đôi này phải chính xác là phải 7.5. Bởi vì Tùng Từ Sơn là 4.25 và Thành ít nhất là 3.25 cộng trở lên. Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 2, chung kết nội dung 4.75. Xin chào em. Đôi Ngọc Bảo Thi của thành phố và đôi Đạt Tuyến của Đông Anh vào sân thi đấu. Xin lỗi quý vị khán giả, tôi phải quay về đánh trận chung kết nội. Xin đây trên là ông bầu Nguyễn Đức Triệu. Ôi bây giờ là ra chung kết đánh trận chung kết. Đây là Bảo Thi. Đây là ca sĩ Bảo Thi. Tôi sẽ gặp ca sĩ Bảo Thi và thịt ca sĩ Bảo Thi. Đây lực lượng khán giả. Đây là anh Eco Bắc. Đây A Hi. Hậu Hà Nam. Kẻ phá bĩnh của mọi đây anh Kim. em nữa. Đây lực lượng khán giả rất là đông. Đây Đức Trần. Những gương mặt rất quen. Kia là anh Dũng Thư. Đấy.
những đây anh Kim này, những con người rất nhiệt tình của quần vợt Lào Cai. Xin hẹn quý vị khán giả chương trình sau nhé.